Katasana malakan thavi lepanatha janam man danavifu sanatana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucchasena mahasayana veramani sikha padang đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ucchasayana mahasayana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang athang gassamana gatang buddhayanyattang upposatthang imang charattin imang chadivasang samadevaafirakittung samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padani uposa siva sena iman jaratan iman jidivasang satugang katwa apmamadena sammarakitappang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dĩ vui. Amante, chúng con xin thành kính phụng hành. Silena sugatan yanti, silena phosada, silena nipotan yanti, tasma silang uson thaye. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân hậu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lội vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddha anupavena sada sothi bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhamma anupavena sada sothi bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sangha anupavena sada sothi bhavantu te.
tất cả phương báo ăn có đến người, cầu xin chư thiên hậu trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu, sa thu, lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thầy á. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng, thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền cùng chư tôn đức. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh và kính mời MC tiếp tục của chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy giá. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thầy Tham Má trên mạng internet qua Pow Talk, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba, ngày 5 tháng 10 năm 2021, Phật lịch 2565. Bài học hôm nay môn học kinh Tương Ưng Sanyutta Nikaya chương 2 Tương Ưng Thiên Tử phẩm thứ nhất bài 1 kinh Kassapa Kayip Pathama Kassapa Suttang bí quyết của hành giả sẽ do Thượng Tọa Tề Quyền giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu giảng nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, bài kệ hôm nay do thiên tử Kassapa, một vị trời mà trước đây có tham dự cái hội chúng nghe Đức Phật thuyết pháp tại cung trời Đâu Lợi, thuyết vị pháp. Và nay vị này xuống trình bày với Đức Phật nghe về cái lời giáo giới của cho các vị tỳ kheo. Thực ra trong bài kệ này khi mà vị thiên tử Kassapa trình bày với Đức Phật với những cái câu rất là khó hiểu, Đức
Nhưng mà ở đây trong chú giải thì nói rằng là như vậy là tam học được cái vị thi tử đó nói đến. Cái thi đề quốc tiền á, tiso sikha katita hòn tí. Purima padenahi athi sila sikha. Tức là cái câu đầu tiên là nói đến cái tăng thượng giới. Dutiya padena athi panya sikha. Câu thứ hai là nói đến tăng thượng tuệ, tuệ học, tăng thượng tuệ học. Và cái câu cuối cùng chitta bu pasmena, cái câu chót á, thì là để chỉ cho tăng thượng tâm. Athi chitta sikkhati. Và như vậy thì trong cái bài kệ này là toàn bộ giáo lý được nói đến. Chúng ta chỉ nắm bao nhiêu đó thôi, nắm bao nhiêu đủ. Cho nên ở đây có một vài chữ mà chúng ta chú ý. Nếu mà chữ Samanupasana, Samanupasana ở đây chỉ cho tuệ là bởi vì cái sự thân cận với các vị Bahusuta năng, Vaphiku năng, Upasana năng, Upasana bí. Là cái sự thân cận với các vị thì khổ đa văn á, thì cái đó được gọi là samadupa sắc năng, hay là thân cái sự hầu hạ phục dịch cho các bậc sa môn, các bậc sa môn đây là các bậc chuyên tu. Còn cái câu ở trong chú giải thích cho quý vị, chúng ta nắm được ba câu hơn. Chúng ta nắm ba câu. Chú Sufastasa Sikhe Tháp, tức là Sufastang Sikhe Giác. Ở đây là nói trên phương diện giới học, như là bao gồm
cả bốn đế, mười đề tài luận đã sắc cả thao quá thuốc nít tăng, mười đề tài thảo luận tức là giới định tuệ giải thoát triệt tiến. Tri túc thiểu dục tri, tinh tấn. Và cũng nói thêm về 37 bồ đề phần sát tác tinh sát bồ thí bát giá ni sĩ tăng, gồm 37 bồ đề phần nữa học luôn. Chánh tức vi thăng quá chi su cha đề tá su cha đề tá mì quá, tức là cũng nói luôn chữ su pha sát tác ở đây là cũng ám chỉ luôn cho khẩu thiện hạnh gồm chánh tức vi thăng là bốn điều, là từ bỏ nói dối, nó từ bỏ nó đâm thọc, từ bỏ nó ác, từ bỏ nó đều vô ích. Nói chung tức là trong bài kệ hôm nay là thiên tử này muốn đề nghị với Đức Phật trong cái sự giáo giới của các vị tỳ kheo, cho các vị tỳ kheo thì giáo giới theo giới định tuệ theo tâm học thôi. Ý nghĩa là gì? Thì một vài điều mà tôi gợi ý cho giảng sư trong ngày hôm nay để có cái hướng mà chúng ta trình bày. Bây giờ thì xin mời cô Nguyên Xuân đọc cho chánh kinh, rồi sau đó xin cung thỉnh thượng tọa tự quyền giảng giải. Nam mô Phật thầy. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa tự siêu đại nhọn ngạch. Bài học ngày hôm nay con xin đọc chánh kinh Bí quyết của hành giả, kinh Kassapa Kayip Pathama Kassapa Suttang, chương 2, tương ưng thiên tử, phẩm thứ nhất. Dẫn nhập: tu tập là công phu, tuy vậy không phải chỉ ra sức dốc lòng là được. Những thành tựu lớn trong cuộc sống luôn có những bí quyết mà một người hướng cầu giác ngộ giải thoát cần có. Bốn phương châm mà người tu tập bản thân nên có là: học từ những gì được khéo nói vì nhờ nghe điều hay mà biết cái tốt. Biết hầu hạ bậc cao đức để hấp thụ được tinh túy như câu đại lão khất ngôn. Biết giá trị và sự cần thiết của độc cư để tôi luyện bản thân. Và sau hết là thấy được, ý thức được rằng dù bất cứ tình huống nào thì tâm thái rộng rang thanh tịnh vẫn là cứ điểm cần nắm giữ. Kinh văn: như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Sao Quách Thi Xá Vệ Rê Tá Quá Ná tháng 5 tại vườn ông Anathapindika cấp cô độc. Rồi thiên tử Kassapa Kayip sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng một bên, thiên tử Kassapa bạch Thế Tôn: Thế Tôn đề cao tỳ kheo và sự giáo giới vị tỳ kheo cho chúng con. Vậy này, Kassapa, hãy nói lên ở đây về vấn đề ấy. Kassapa: hãy học điều khéo nói. Trong hạnh nghiệp sa môn, vắng lặng ngồi một mình với tâm tư an tịnh, bạn hiểu đính, hãy học lời khéo nói, hầu hạ bậc cao đức, biết cách sống một mình, biết dùng tâm rộng rang. 4. Thiên tử Kassapa nói như vậy, bậc đạo sư chấp nhận. Rồi thiên tử Kassapa sau khi được biết bậc đạo sư đã chấp nhận ta
Lãnh Đệ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi biến mất từ chỗ ấy. Thích Văn, Devaputta là thiên tử, xem Thích Nghĩa. Sikheta là hãy tu học. Sufasita là lời khéo nói. Samanupassana, Samana cộng Upasana là phục vụ hay hầu hạ bậc chân tu. Ekasana Raho, Raho là chỗ ngồi một mình nên kín đáo, chỉ cho sự biết sống, độc cư. Sitta Upasana Má là Sitta cộng với Upasana là tâm tĩnh lặng, tâm rộng rang, Thích Nghĩa. Devaputta dịch là thiên tử, không có nghĩa là con của trời hay hoàng đế trong nghĩa bình thường, cũng không có nghĩa là con do chư thiên sanh, vì chư thiên là loài hóa sanh. Theo sớ giải thì có hai nghĩa là một vị thiên sanh trên bắp vế của một vị thiên thì xem như là con của vị thiên đó, cũng có nghĩa là vị thiên trẻ. Thiên tử Kassapa là một trong nhiều vị thiên được nghe pháp khi Đức Thế Tôn giảng thắng pháp Abhidhamma tại cung trời Đao Lợi trong hạ thứ bảy. Vị này được nghe nhưng chưa nghe trọn lời dạy Đức Phật về sự tu tập của một Phikhu. Chữ Phikhu ở đây mang ý nghĩa của một hành giả, giống như trong kinh Niệm Xứ. Chữ Sikhetha, hãy tu tập, được áp dụng cho cả bốn phương châm chứ không phải chỉ câu đầu tiên. Thang Nhé Quýt Thá Phát Thí Phát Tú, theo sớ giải, lời khéo nói chỉ cho Tứ Diệu Đế và đề tài lợi lạc cả văn huệ, tư huệ và tu huệ. Chữ Samma Nupasana có nghĩa là hầu hạ bậc chân tu thạc đức, mà cũng có nghĩa là thực hành dưới sự hướng dẫn của một người có thực tu. Chữ Situpasana, tâm an tĩnh, cũng chỉ cho sự phát triển tâm theo thiền định. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng và bài chính kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con kính cung thỉnh Thường Tọa Tự Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá giờ thơ để chúng được nghe rõ. Và cảm ơn cung thỉnh hạnh. Tôi nói tinh hạnh và cảm ơn toàn thể đại chúng. Chúng con thành kính đến lễ Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Tổng Minh Hạnh, để Đức Tự Tri, để Đức Tuệ, Đức Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng Sư Phụ, Chư Phật Tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Apivade Visvakato Phakkhavata Thammo Thammang Namasami Suppatipanno Phakkhavato Savakasangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Vì nhờ quy lực Tam Bảo hàng dầu hồ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cũng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái kinh Ca Diếp, cái thiền tử Kassapa. Thì phải nói rằng là trong một cái sự tu tập của người đệ tử mà chính được Đức Phật ngài rất nhiều lần giảng giải, chỉ dạy. Và chúng ta cũng biết từ cả hình thức lẫn nội dung được điều ngày, hay hoặc là từ cái sự tu tập phải như thế nào để trở thành một cái vị sa môn, để trở thành một con người tu nó tốt đẹp, đều được Đức Phật ngài đã chỉ dạy hết. Và cũng như là xuyên qua đó thì cũng như thiên tử Kassapa hỏi lại Phật nhằm mục đích, tức là từ
cho thân mình để tu tập, cũng như là một bài giảng, như là nhờ Đức Phật làm một bài giảng, là một bài tu. Thì phải nói rằng rất tri ân sư phụ Thị Siêu đã có thể nói là thích nghĩa rõ ràng trong tinh thần của chú giải, chứ còn không thì nếu như chúng ta không có nắm vững như thế mà chúng ta giảng một cái truyền miên hay quảng bách lung tung thì nó không đi ứng trên cái tinh thần của giáo điển giáo nghĩa. Hôm nay chúng ta học được một cái từ mà phải nói rằng hết sức quan trọng, đó tức là chữ Suphasita. Chữ Suphasita thì cái lời khéo nói, cái lời tốt đẹp, mà Đức Phasita là cái lời ác khẩu. Thì cái lời thế nào là cái lời nói mà nó mang tính tốt đẹp hay là lời khéo nói? Nó nhấn mạnh hồi nãy sư phụ Từ Siêu đã nhấn mạnh rõ, tức là đứng trên phương diện của giới học. Ở đây trình bày trên phương diện của giới học, chúng ta thấy như vậy, chúng ta thấy là một điều hết sức là căn bản. Để từ đó mà chúng ta, ngoài ra cái việc mà một lời dẫn cũng như là một cái lời đã được xác định rõ, khi cái lời nói tốt đẹp, bởi vì tức là nói những cái lời xuyên qua những cái đề tài, như chúng ta biết nói về tứ đế hay nói về mười cái luận đề đó, rồi nói về cái 37 phẩm trời đạo bồ đề, hay là tam nghiệp lành đó, tức là từ bỏ sát sanh, từ bỏ trộm cắp, từ bỏ nói dối hai lưỡi, nó độc tập, nó độc ác, vân vân. Thì chính là một điều đó, thì chúng ta nhớ khi sư phụ nói tới cái điều đó thì cũng nhớ tới cái bài mà Ukasayo, tức bài mà dẫn dắt cho cái bài mà dạy cho những người đệ tử trong cái lời di huấn tối hậu đó, thì cũng xuyên qua cái phần này đó, tức là ngay chỗ mà những cái điều mà Đức Phật ngài để lại cho chúng ta đó, tức là những pháp bảo, các thị kheo phải nương tựa vào với bổn ba la đề một sau một chỗ là Nipputte Lokana Thammisambuddhe và hay là bất bình hệ bình tâm ba tàng chế sai danh hệ tham ma đề sanh hằng bất đội sẽ phải của ô hòa đăng atharate đề qua bản hàng bách chu siêu cái tê ca lê pháp ba pháp bảy vi lô ca năng e tê bách chu thể cái chịu số thể muốn được cùng các vô tí. Thì nghe đến cái điều này, cái giờ phút cuối cùng ngài cũng đã dạy cho chúng ta cái chỗ mà a salaha punamukkanto sakhe yewanikhamuisa kapunami sambuddho Visakhe Parinipputo. Phải nói rằng là những cái gì ngài giảng dạy từ đầu cho đến đuôi đều được nhắc đến. Thường thường chúng ta thấy trong cái đời sống bình nhật của một người tu, nó không có thời gian rảnh rỗi để mà bàn tán về thời sự, đàm tán coi như chúng ta nói năng, chúng ta sinh hoạt để bàn tán về cái chuyện thế sự, bàn tán cái chuyện mà nó vô ích, mà tranh thủ thời gian đặt cái tâm của mình hay nói ra những cái lời nói mà trên phương diện tu tập, để đưa đến cái tính của thiểu dục, để đưa đến cái tính của tinh tấn, hay chúng ta bàn tán về cái những cái đề tài mà nó đưa đến cái sự tu tập của mình xuyên qua Bồ Thí Bát Giá 37 pháp trợ đạo Bồ Đề, thì chúng ta thấy nó có một cái chứa đựng cuối cùng ở cái chỗ mà không nói lời vô ích, không có nói lời nhảm nhí vân vân, thì cái chỗ mà khẩu thiền, tức là không có nói lời ác đó, thì chúng ta thấy nó rất là đặc biệt. Một con người tu không có nói cái chuyện linh tinh lung tung được, nói chuyện đông tây nam bắc, nói chuyện này chuyện kia, phải dựa vào những lời dạy của Phật. Sau khi ngài đã viên tịch rồi cũng vậy đó, ngài đã để lại bao một kho tàng pháp bảo. Vì chúng ta không lật vào cái kho tàng pháp bảo, mà chúng ta lật vào những cái chỗ này chỗ kia để mà tu, để mà hành, thì rất là uổng, rất là tiếc. Tại vì có thể nó không có chỗ nào mà là cái điểm nương tựa,
không có chỗ nào cái chỗ mà tu tập cho bằng, tu theo Phật, đi theo những cái lời dạy của Phật, ăn như Phật, sống như Phật và tu theo Phật, ăn mặc giống như Phật, tu tập giống như Phật, thì có lẽ như là bao nhiêu đó chưa đủ hay sao? Đã quá là tuyệt vời rồi. Trên cái tinh thần đó, Ngài đã để lại 84.000 pháp môn cho cuộc đời này. Còn bao nhiêu là cái sự chỉ dạy những cái pháp môn này, những cái lời chỉ dẫn kia của những người hậu thế phía sau mà chúng ta nghe cái chúng ta phải nói là thiếu duyên á, do thiếu duyên cho nên chúng ta bị sai lệch đi những cái lời chỉ dẫn thì phải thật uổng tiếc. Cái lời được khéo nói, cái lời được khéo dẫn, chúng ta đâu có dễ dàng mà dựa vào một cái tinh thần tu tập để mà chúng ta có được nhiều cái điều mà tốt đẹp đâu. Khó lắm. Một con người mà thường á, chúng ta tu á, chúng ta chỉ y cứ theo, thứ nhất là nếu người bước đầu vào tu thì y cứ theo vị thầy của mình. May mắn gặp những cái vị thầy mà là những bậc có một cái đa văn, có cái bậc những người mà có cái tham cứu cái giáo điển giáo nghĩa nhiều, hay là cái bậc tịnh tu, cái bậc chân tu đó. Cái chân tu ở đây nó có nhiều cái ý nghĩa, là một bậc người ta nghiên cứu, người ta tu, người ta hiểu, người ta thẩm suy thẩm xét và người ta đào sâu ở trong tinh thần giáo điển giáo nghĩa của Phật, và từ chỗ đó chúng ta thọ trì. Thì điều này đặc biệt vô cùng, bởi vì chúng ta nói được những cái lời nói mà gọi là Suphasita đó, là chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta phải được cái sự thân gần. Đến các bậc đó, bởi vì các bậc đó là những bậc đúng như vậy đó, như mà cái chữ là Samanupasana, tức là các bậc mà đây cũng như là từ rồi giới nặng có thích nghĩa đó. Trong chú giải đó có nghĩa là những bậc mà thạc đức, hay là những bậc đa văn đó, mà như sư tại sư nay nói những bậc đa văn đó, chúng ta gần kề những người đó, từ chúng học được, từ chúng ta gần kề cái đó thì chúng ta mới học được và chúng ta mới tu tập được, chúng ta mới biết được, chúng ta mới hiểu rõ được. Hiểu rõ được cái gì? Hiểu rõ được về cái tứ thánh đế. Và chúng ta hiểu được chúng ta phải tu tập như thế nào để phát triển cái giá trị văn tuệ tu của mình. Nó không phải là một chuyện mà chúng ta tự nhiên chúng ta vào tu, cái này nhắm mắt là tu, mà là chúng ta cần phải có một cái sự bỏ ra để học tập, bỏ ra để gần kề, để mà góp nhặt, để mà chăm học. Kính thưa quý vị, cái học đó không phải là cái học mà của mà chúng ta nghĩ là trường lớp và sắp đặt trường lớp và chúng ta ra học, là có trường có lớp tự thầy truyền đạo như thế này thế nọ, mà học gần kề cái vị thầy của mình. Một là cái vị hòa thượng, hay là cái vị yết ma, hay là cái vị giáo thọ của mình đó. Cái điều này nó quan trọng, bởi vì một là người có được cái duyên may phước báo đó, chúng ta gần được các vị mà đa văn nó hay lắm. Bởi vì phải nói rằng chúng ta làm học trò cho những người đó đó, nó tuyệt vời ngay trong hiện tại. Cái trí tuệ chúng ta nó mở mang, nó có được cái sự thăng hoa trên trí tuệ, và tương lai nữa chúng ta sinh ra trong cuộc đời là chúng ta luôn luôn là những người có cái tính minh triết, có cái tính thông minh, có cái tính mẫn tuệ chút xíu. Đó cũng là cái duyên, cái nghiệp của mỗi người thôi, chứ không có thể nói là cái gì cả. Mà chúng ta cần tu tập á, nó phát triển một cái tri kiến chân chánh, thì chúng ta đeo mang trong vòng luân hồi á, nó không có trầm luân, không có sanh tử,
không có dẫn dắt chúng ta đi vào những cái điều ác mà để đau khổ ở các cõi khổ. Mà khi chúng ta gần các cái bậc đa văn thạc đức, các bậc chân tu thực tu đó, thì người ta thật tâm, người ta chỉ dạy cái điều nào nên làm và cái điều nào không nên làm, cái điều nào nên bỏ và cái điều nào nên xả ly, không có được chấp thủ, và cái điều nào mà cần phải tiến tu để mà thành tựu cái quả vị an lạc cho mình. Cái điều này không thể nào mà tự động mà có đâu quý vị, mà cái đó chính là cái tâm của chúng ta phải cầu tu, và cầu cái nó cầu đạo giải thoát. Cầu đạo giải thoát ở đây chính là cầu cái gì? Cầu để mà chúng ta thọ trì được, cầu để mà chúng ta hiểu biết được, cầu để chúng ta hành trì được, cầu để chúng ta có thể thực hiện đúng. Trong một quá trình tu tập, nó như là một quy trình của hóa học chính. Nếu như phối hợp đúng những cái hợp chất như vậy thì nó mới phản ứng, nó mới tác dụng, nó mới sản sinh ra một cái hệ thống đúng đắn được. Thì cũng vậy đó, cái tu chúng ta phải tu đúng thì nó mới kết quả đúng. Chứ còn nếu mà tu mà kiểu như trên trời dưới đất, mà kiểu như người này nói cái lời này, người kia tiên thể lời nọ, chúng ta tu theo người không là chúng ta chết. Bởi vì những người này giàu có giỏi, giàu có hay như thế nào, nhưng những người này còn là phàm trí, chứ không phải là thánh trí. Mà nếu như những lời phàm trí đó thì chắc chắn rằng chỉ là những cái gì mà trong tam giới này vẫn trở lui, vẫn đi quanh cái tam giới này. Chỉ có Suppasita, mà trên tinh thần cái lời dạy của đúng tinh thần của Phật đó, thì nó dẫn cho chúng ta mới là chuyển mê khai ngộ, đi khổ đắc lạc được. Cái sự tu tập không phải là một điều mà muốn tu sao cũng được, muốn làm sao cũng được. Nó rất là khó. Cái sự thật như vậy nó rất là khó. Chúng ta thân gần được một cái bậc thầy đó, mà nếu như người ta có cái tính nghiêng nặng về cái trí tuệ, nghiêng nặng về cái sự học hiếu, về cái tri kiến, thì chúng ta cũng được thăng tiến về cái tri kiến. Nếu như chúng ta gặp một vị thầy mà nghiêng nặng về cái niềm tin, thì đây là một điều cũng bị giới hạn. Họ phát triển niềm tin, và từ chỗ đó nó đưa cho chúng ta nhiều cái mất đi cái thời gian, nó mất đi cái nội dung. Bởi vì họ đưa lên một cái hình thức mà cái niềm tin thì dựa trên phải bái lễ, sám cúng, đủ chuyện hết. Thì cái điều này nó không phải là một điều mà phát huy tốt đẹp. Mà Đức Phật Ngài luôn luôn dạy những người đệ tử đi theo dấu chân của Ngài, chứ không cần phải chào đón, mà phải kính lễ, phải cúng dường, phải cúng phụng. Cái điều Ngài không có cần. Mà cần tất cả chúng ta đi theo cái dấu chân của Ngài. Thì khi chúng ta xa gần những người thầy, nó mang cái tính tức là trí tuệ, để hiểu biết được, và từ chỗ đó chỉ mà có trí tuệ được mới phá được cái bức màn vô minh. Và chỉ có trí tuệ này mới dẫn dắt chúng ta đi đúng. Từng bước chúng ta tu tập, từng bước chúng ta mới có những cái sự thấm thấu, hiểu biết. Và đó chính là một cái hành trang, đó chính là một cái nghiệp duyên lành của chúng ta được. Khi chúng ta gặp được các vị thầy đó, thì ít bây giờ nói cho chúng ta nghe cái điều gì mà quờ quạng. Ngoài ra những cái lời sau khi hỏi thăm xong, các vị đó sẽ có những cái lời khéo dẫn, khéo dạy. Đã tu tập được như thế nào, đã không hiểu cái điều gì, không biết cái điều gì, vân vân. Chứ còn nếu như mà chúng ta không phải đến thăm các vị đó, hay đến đảnh lễ diện kiến các vị đó, là các vị đó mong chúng ta cúng lễ bái cúng kiến cái này nọ, mà không, mà chính là mong cho chúng ta được cái gì, được cái sự an vui để tu tập. Cái điều này nó rất là tốt đẹp, mà cũng không có bằng một cái phước báo nào mà tối thượng cho bằng, tức là cái phước trí tuệ. Thì kính thưa quý vị, nhờ gần kề các vị thầy thật tu,
hay có một tri kiến Phật pháp vững chắc, đúng đắn, làm cho cái tri kiến tu tập của chúng ta nó cũng trở nên tốt đẹp. Chứ thường là chúng ta dễ dàng, nó kiểu như là có những người á vô cầm sách cầm kinh nghĩ rằng như vậy là mình tự tu được rồi, hay hoặc là kiểu như tự mình làm được rồi, đại ngôn, nói một cách tức là kém hiểu biết, không có nương nhờ nơi ai cả. Thì đây là một điều mà chúng ta hãy suy nghĩ kỹ lại. Sau khi đã được hiểu biết cái lời dạy của Phật thì tự một mình dấn thân, tự một mình độc hành, tự một mình cố gắng viễn ly mà chúng ta tu tập, thì cái lời dạy của Phật đó sau khi Ngài dạy tất cả cái gì cũng dạy cho chúng ta viễn ly, dạy cho chúng ta tri túc, dạy cho chúng ta ly dục, dạy cho chúng ta nhiều cái mà phải nói rằng là chúng ta cần phải bước một mình, chứ không có ai để tốt cho làm tốt cho chúng ta, cũng không ai dạy cho chúng ta những cái điều mà để cho chúng ta tu tập một cách sai lệch. Nếu như trên con đường tu đó mà chúng ta không chọn đúng, sau khi chúng ta đã được một tri kiến căn bản thì chắc chắn rằng như chúng ta đã được đầy đủ cũng như là nghề nghiệp đầy đủ cái sự hiểu biết ở trong cuộc đời và chúng ta vào đời, cũng như cái người đệ tử được bởi vì Đức Phật Ngài dạy, tại sao mà phải thân gần các vị thầy là các vị hòa thượng, không còn các vị hòa thượng thì phải các vị A-sa-lê của mình 5 năm, sau 5 năm đó rồi mới được trời, là có một cái nguyên nhân, tức là để tạo cho một cái vị tân tỳ kheo này sau khi thọ giới được vững tâm, được học tập, hay hoặc là chính là được cái gì, được Suphasita, nó căn bản. Mà Suphasita này cả bao nhiêu đã nói nhờ cái Samuppasana, thì nhờ cái sự thân gần đó chúng ta mới được học tập, mà chúng ta được học tập đó thì rồi cho đó chúng ta mới được một cái tâm nó vững vàng. Sau khi được cái Suphasita thì chúng ta được cái Chittu Basama, tức tâm chúng ta mới phát triển, tâm chúng ta mới được cái sự tu tập nó mạnh mẽ và nó lớn mạnh tốt đẹp được. Và khi đó chúng ta mới biết được cái sự tu tập của thiền hay hoặc tăng thượng giới học, tăng thượng mà tâm học, tăng thượng tuệ học nó là như thế nào. Hay là chúng ta tu tập nói một cách thực tế vào cuộc sống luôn, không phải là ngày hôm nay, không phải là chúng ta tu, chúng ta chạy qua Miến Điện, chúng ta chạy qua bên Thái, chúng ta nhập chúng ở bên đó chừng 3 tháng, 1 năm, 2 năm, chúng ta đi về, chúng ta cho rằng tự chúng ta đã được đầy đủ tốt đẹp, thì cũng cái điều đó cũng phải xét lại. Cũng như là cái người Việt của mình nhiều khi nó hay coi như là cái tính của ngoại quốc nó quen rồi, cái người nào bên ngoài về thì có lẽ chắc là nó như thế này như thế kia, chẳng hạn như tu qua bên đó tu được chừng 3 tháng 6 tháng gì đó, 1 năm giờ đó đi về đây cái được gọi là được cái hình thức mà tấn phong lên cho vị đó là một vị thiền sư, hay là học hỏi từ nơi các vị thiền sư này, vị thiền sư kia. Khi chúng ta chưa có hiểu được cái chữ Suphasita, hay là vị đó chưa đầy đủ cái Samuppasana nữa, thì làm sao mà nó có được cái sự vẹn toàn được. Chắc chắn là khi chúng ta tu, khi chúng ta tin tưởng thì nó có một cái sự giới hạn. Ở đây không phải nói như vậy ai cũng vậy, nhưng điều mà ý chúng tôi muốn nói không phải cái chuyện mà hoàn thành được cái điều đó là đi qua những người bên đó, mà chúng ta có duyên với cái vị thầy nào, mà nếu như cái vị thầy vị sư đó mà có một cái tâm tu thì vẽ chỉ chúng ta tu, khi nào vẽ không chỉ được thì vẽ sẽ chuyển đổi, hoặc là sẽ giới thiệu, sẽ tiến cử cho chúng ta đến gặp vị nào vân vân. Thì cái này là như chúng tôi đã nói, cái duyên thôi, cái duyên chúng ta mới được thiết lập được, cái duyên chúng ta mới được thành tựu được. Chứ cũng bây giờ phải nói là trong cái cuộc sống tu tập này nó rất khó lắm.
khó mà chúng ta gặp được những con người mà có cái đa văn quảng kiến, hay là có sự hiểu biết về pháp học, pháp hành. Mà nếu như gặp được, biết được, nhưng chúng ta lại không có đủ duyên, thì chúng ta không có học được. Và cái thú vị chứ thật ra cũng như là càng về sau thì không phải nói trước hay sau, nhưng đều càng sau nữa thì cái Phật pháp nó giảm thiểu, cái tâm cầu học, cái tâm cầu tu của mỗi chúng sinh nó đều bị giảm khuyết hết, nó giảm, nó không còn tăng trưởng, nó không còn được tốt đẹp. Nhưng nói như vậy thì ở đây có nghĩa đó là cái duyên tu của chúng sinh nó ít, nó nhẹ hơn, nó không còn nặng, nó không còn cái sự mạnh mẽ. Thì ở trong cái tinh thần tu, khi mà chúng ta được những cái căn bản tu tập rồi đó, thì chúng ta mới hướng tâm được, mới an tĩnh tâm được. Rồi chúng ta mới khi mà thực hành, khi vào tu, có những cái điều nó phức loạn, có những cái điều mà nó bất ổn xảy ra trong tâm mình, mình biết cách mà dàn xếp, biết cách mà giải quyết. Chứ cái tâm của mình, thí dụ như các vị, khi các vị tu tập, không phải lúc nào các vị đó cũng được cái chánh niệm đâu, không phải lúc nào các vị đó cũng được cái chánh định đâu. Nhưng khi phóng dật nó vào, mà nếu như mà không kiểm soát, mà đi một chút xíu, thì nó có những tạp niệm, nó có những cái phóng tâm nó khởi sanh lên, chạy theo những cái sự tư duy, sự suy nghĩ của mình. Thì một thời gian, để chắc chắn rằng vị ấy sẽ rời bỏ cuộc tu, hay vì tu tập mà tại sao mình cố gắng mình tu hoài mà tại sao mà mình chưa có chứng đắc một cái pháp môn, một cái thành tựu, một cái quả chứng nào cả. Đó cũng là một sự thắc mắc, đó cũng sự nghi hoặc. Nhưng nếu chúng ta từng bước chúng ta tu, chúng ta hiểu, phải nói rằng tâm tư của mình nó bay, nó chạy, nó nhảy, nó rất là nhiều, để mà cột nó lại, để mà giữ gìn nó lại, thì cũng phải là chúng ta từ từ chúng ta tu. Cũng như một người đầu tiên thì không thể nào mà ngồi lại mà nhắm mắt mà có thể ghi nhận được, không có thể nào tâm nó định được, nó niệm được. Nhưng điều mà cái gì cũng vậy, mưa dầm thấm đất, tập lần lần, tập từ từ, thì tâm nó cũng được định tĩnh, tâm nó cũng được an tĩnh một phần. Thì cũng vậy, phải nói rằng trong công cuộc tu tập nó rất là khó. Nó rất là khó, chứ không phải mà kiểu như tự mình nghe hay tự mình học rồi mình thực hành bằng một cách dễ dàng không. Cho nên khi chúng ta có một cái tâm vững chắc, có một cái tâm cầu học, như có cái tâm mà cầu tu, mà chúng ta được một những cái điều căn bản này, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phát huy một cách tốt đẹp. Cái tâm an tĩnh thôi, Chittu Basama, là một chúng ta chứng đắc thiền hay thành tựu các chi thiền, hay chúng ta tiến tu hơn nữa, có nghĩa chúng ta chứng đắc các cái tầng thánh. Mà nếu như chúng ta được tiến tu, được chứng đắc các tầng thiền hay tầng thánh, đâu phải là một hay ba được liền, mà cái định của chúng ta nó rất là đầy đủ và nó viên mãn, hay là cái tuệ của chúng ta, cái ba la mật của chúng ta nó được thành tựu, và ngay chỗ đó rồi chúng ta mới chứng đắc được thánh đạo, thánh quả. Cho nên khi mà học hiểu để tu, nó là một cái pháp hết sức là căn bản tốt đẹp ở trong cuộc đời. Dòng sinh tử của tất cả chúng ta bao đời rồi, có bao giờ chúng ta biết dừng lại để chúng ta thực hiện được cái Suphasita, cái Samuppasana, và cũng như là cái chữ Chittu Basama? Khó lắm. Chúng ta có thể học, chúng ta có thể đạt được nhiều cái nghề nghiệp, hay là nhiều cái học thuật này, nhiều cái học thuyết nọ rất là lớn, nhưng chúng ta chưa có thọ trì được, và chúng ta chưa có thông được Suphasita,
thì xem như, hay là chúng ta không có có thấm nhuần cái Supasita thì rất là tiếc cho cuộc đời mình. Cho nên trong kinh tại sao mà nói rằng thật khó sanh được làm người. Sanh làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được gặp Phật ra đời thật là khó thay. Kicho Buddha Namopado Kicha Kicho Manusapati Lafo Kichang Sathama Sawanang Kicho Buddha Namopado. Là như thế, đâu có dễ dàng, đâu có dễ dàng được nghe diệu pháp, đâu có dễ dàng mà được được cái sự tu tập, khó được xuất gia. Ý nghĩa của nghĩa là ở đó nghĩa là khó có được tu tập lắm, không có đơn giản mà được tu. Bởi vì cái người mà được tu là cái người đó có cái duyên, có cái phước, có cái duyên, cái phước. Còn sự thật ra là còn nếu như mà chúng ta mà không có cái tâm vững chắc, chúng ta không có một cái duyên mà nó sẵn có đó, thì sự thật ra chúng ta đã đeo mang, chúng ta thấy một cái giới đàn tổ chức tu, hay là một, hay chúng ta đi vào các thế chưa đăng ở các nước quốc giáo cũng vậy, rất là đông. Nhưng điều sau với mùa hạ và từng năm chúng ta thấy không còn. Ở các nước quốc giáo là như Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào gì cũng vậy, các nước Nam truyền chúng ta mới thấy cái việc mà tu thì rất là nhiều. Những điều mà để trụ lại, để dừng lại, để được tốt đẹp lại thì không có biết bao nhiêu, không được được bao nhiêu người đâu, không có dễ dàng đâu. Đã tu là một chuyện khó, mà giữ được cái tu nó là cả chuyện còn càng khó hơn. Mà tu mà được cái mà Supasita thì nó quá khó. Nó được cái Samanupassana thì là quá khó, mà lại cái chữ Cittupassana nữa thì nó rất là khó. Để được thành tựu viên mãn, để đạt được một kết quả như vậy trong một kiếp tu của người đó thì nó không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng kính thưa quý vị, cái việc gì cũng vậy, ở trong cuộc đời này hãy cố tu. Có tu còn hơn là không, không được tu. Chúng ta nhớ như vậy. Bởi vì kiếp nhân sinh này nó rất là nhanh, nó rất là vô thường. Nhưng chúng ta có những lần, có những kiếp lần chúng ta ghé trong kiếp người này, trên dòng sinh tử này, chúng ta được tu đúng, chúng ta được hiểu đúng, và chúng ta được thực hành đúng. Thì đó cũng là một hành trang, đó cũng là một cái hữu phần hữu duyên cho chúng ta, để mai sau còn sanh tử, còn đau khổ nữa, còn có lối về. Nơi sự giải thoát, nơi sự đắc chứng niết bàn. Chứ còn tu không có vững vàng, tu không đúng thì chắc chắn rằng cái bão táp nó đẩy và nó đưa chúng ta không có điểm dừng được. Và rồi cũng như bao đời sanh tử lăn trôi, tham ái và vũ minh nó cứ vần xoay chúng ta, kiếp này chuyển sang kiếp kia, từ ở các cõi coi như là khổ vui, các cõi trời, các cõi thiền, và cứ vòng vây sanh tử mãi mãi, khó lắm. Cho nên những ai mà được cái Supasitas Sikhe tha tí, dạ, thì đây là một điều mà hạnh phúc vô cùng và phước báo vô cùng. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày cái ý nghĩa cái bài kinh Kaspa hôm nay là như vậy. Chúng ta sẽ được nghe Chư Tôn Đức Tăng quý ngài sẽ thảo luận giảng giải nhiều cái ý nghĩa nó thâm sâu và rộng nhiều hơn nữa. Dạ, nếu có điều chi sơ tất, kính ngưỡng mong quý ngài giải bài thêm và đại chúng quan hệ. Dạ, xin chấm dứt thời gian thứ nơi đây trước khi dứt lời kính dân và phước lành đến Đức Trời Đức Thích Tư Đại Thiên Vương, các vị chư tiên ngôn trì chánh pháp. Dạ.
xin dân phật phước này đến các bậc thầy tổ, các bậc ông bà cha mẹ đã quá vãng, cũng như tất cả được an lạc của tướng quá trong Phật pháp. Nam mô Bức Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Dạ, xin hỏi quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không vậy? Ồ, dạ vâng. Bạch Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tự Siêu đang có mặt ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Thượng Tọa Pháp Đăng ơi, Thượng Tọa có ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa đang ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Hello. Dạ, Thượng Tọa Hợp Đăng. Thượng Tọa Hợp Đăng, ở trong bốn pháp được đề cập đến trong cái ngôn ngữ hôm nay đó, có một pháp đề cập đến cái sự sống độc cư. Và chúng ta nghe rất là nhiều ở trong kinh điển Phật giáo nói về cái khả năng sống độc cư của một người tu. Chúng ta có một bài kinh rất là nổi tiếng là kinh Người Biết Sống Một Mình. Thầy Thống Răng có thể giải thích rằng tại sao cái khả năng sống một mình nó lại quan trọng trong đời sống của chúng ta. Xin kính thưa Thầy Thống. Hello. Dạ, con đang đánh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, cái đánh lễ Thượng Tọa Thầy Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Bất Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Thầy Tri Sư Quân Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ thiện Phật tử. Thật sự ra thì nếu mà mình thấy một người mà họ muốn viết văn, viết thơ gì đó, thì họ cũng phải ở một mình thì họ mới có thể viết được cái gì. Thậm chí bây giờ chúng ta nói một người học bài đó, mà muốn học thuộc bài phải ở một mình, ngồi một mình, chứ còn mình không ngồi, mình không học thì cũng không thuộc được. Và khi chúng ta muốn làm gì đó thì chúng ta cũng phải làm một mình. Ví dụ vậy, chúng ta nói chúng ta đi cấy lúa thì chúng ta phải tập trung để chúng ta cấy, chúng ta cuốc đất, cuốc ruộng, rồi cuốc lỗ để trọc tỉa, thì chúng ta cũng phải chú tâm để chúng ta cuốc, chúng ta nhắm theo hàng, chúng ta cuốc như vậy. Mình học hay viết thơ rồi mình thấy cũng vậy. Thì bây giờ nếu một người mà muốn khai triển cái tâm định đó thì phải biết sống một mình. Bởi vì chúng ta biết cái định lực đó, nó là cái một cái phương pháp mà Đức Phật này gọi là mình phải sống để mình khai triển cái chánh niệm đó, cái chánh định đó. Bởi khi mà chúng ta thấy những cái phương pháp niệm đi, niệm Phật, ví dụ mình niệm về cái ơn Đức Phật, thì Đức Phật có ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể cái gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn,
thì chúng ta niệm từ cái ân đức đó mà chúng ta suy nghĩ về cái sự giác ngộ của Ngài. Hay là chúng ta muốn niệm thân nhé, chúng ta theo dõi cái thân của chúng ta đi đứng nằm ngồi đại quay nghi. Còn tiểu quay nghi là giơ tay, duỗi tay, mang y, mang bát, nó là tiểu quay nghi. Đưa tay tới cầm vật này vật kia đó, chúng ta hiểu đó là tiểu quay nghi. Và cái khi nào chúng ta có chánh niệm đó, thì chúng ta mới kiểm soát được cái tiểu quay nghi hay cái đại quay nghi của chúng ta. Nên thường thường đó, thì mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy sống một mình đó, là họ phải kiểm soát được cái bản thân của họ, gọi là sống một mình. Thường thường thì đối với người cư sĩ hay đối với người xuất gia đó, thì Đức Phật thì cũng dạy chúng ta phải sống, ví dụ như người cư sĩ niệm giới đi. Mình niệm giới sắc sanh trộm cắp tại dâm nó dối rượu, mình suy nghĩ sao mình giữ giới trong sạch được. Do mình gần những người hiền, do mình có chánh niệm, do mình có thiện tâm, trí tuệ thì mình mới giữ giới được. Nhưng mà nếu mà sao mình phá giới, mình gần gũi những người nói về chuyện trăng qua rồi này kia nọ, gần gũi người đó nghe người đó nói, rồi có những cái điều kiện để mình hư hỏng cái giới tà dâm, ví dụ vậy. Thì khi có khi nào đó mình suy xét lại thì mình mới thấy được cái đó là phải sống một mình để mình luyện cái tâm mình. Nên thường thường quý vị thấy nếu vị tỳ khưu đó, ngoài cái giới bổn thanh tịnh đó, như là ba la đề mục xoa là những giới căn bản của vị tỳ khưu đó, thì có phải có lục căn khưu thúc thanh tịnh giới nữa. Có nghĩa là vị đó thấy, niệm thấy, rồi mình trong cái niệm thấy đó mình phải tác ý. Mình tác ý ví dụ tại sao mà mình thấy đó là những cái phiền não sinh khởi. Rồi tại sao mình niệm thấy mà có chánh niệm đi, cái phiền não không sinh khởi. Như là tham dục cái, sân độc cái, hôn trụy cái. Thì khi từ khi nào mình chánh niệm để mình suy xét là tại sao mình lại xảy ra những chuyện như vậy. Thì chỉ lúc mình ngồi yên đó, mình kiểm soát lại, được đó, thì mình thấy lúc nào mình có chánh niệm đó thì mình có thu thúc, còn lúc nào thất niệm đó, thì mình không có thu thúc được. Ví dụ chúng ta nghe về cái câu chuyện của tôn giả Nanh Đà để nhất về lục căn thu thúc đi. Thì mình thấy rằng tôn giả Nanh Đà có duyên để làm vị hoàng thân quốc thích, sanh trong gia đình nhung lụa, và vào cái ngày mà làm lễ thành hôn có một vị hôn thê, làm cái lễ đăng quang để chính thức vào trong, người ta tuyên bố lên làm vua, nhập điện là vào cái cung để nhiếp chánh. Bây giờ tu đó thì những cái điều đó nó khuấy động cái tâm tư lên, mình cứ nhớ cái tiếng của người vợ mình kêu, vì hôn thê mình kêu lúc mà đi theo Đức Phật á, chàng về chứ để tiếp trong đó, thì những cái câu đó cái châm chích vào trong lòng. Khi mà sống một mình á, Ngài mới thấy tại sao mình, Ngài bị như vậy. Do cái cảnh thinh mình nghe, và Đức Phật nói quá khứ không tri tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ là đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Thì khi mình chánh niệm hiện tại vậy, nó thấy tại sao cái tâm tham nó sanh khởi, rồi nó thiêu đốt lòng mình, bằng lửa tham đó. Thì như vậy nên ngài quán xét như vậy, ngài trở thành cái vị mà để nhất về lục căn thu thúc. Có nghĩa là nhãn căn đối với cảnh mắt, cảnh sắc đó, là cái người phụ nữ đẹp, tai nghe âm thanh, lời nói ngọt ngào, rồi cái hương vị xúc chạm, rồi tâm với cảnh pháp đó, những cái gì khả ái, khả hỷ, mình gọi là ngũ dục đó. Thì ngài cũng thấy rằng do mắt tai mũi miệng thân tâm mà nó bị tham cuốn hút nên cái tâm mình bất an như vậy. Rồi cuối cùng ngài chế phục được cái lục căn, thì ngài lục căn thanh tịnh nhờ chánh niệm, thì ngài đắc được đạo quả A La Hán. Như vậy thì rõ ràng đó, chúng ta cũng thấy rằng trước đó thì ngài xuất gia và ngài nhớ người vợ ngài, thì Đức Phật ngài dẫn lên cung trời, dẫn xuống địa ngục này kia nọ. Rồi về đó sao những vị tỳ khưu nói ngài đó là tu như là ở đợ, làm mướn, làm thuê, làm người nhận lương. Thì cũng những cái lời nói đó, cũng những cái sự hứa hẹn của Đức Phật với 500 nàng thiên nữ trên cung trời. Thì chính là những điều đó ngài suy xét đó, ngài thấy thật sự là các cái giác quan nó dao động đó.
nó tự làm cho mình khổ lụy, khổ lụy như vậy. Thì như vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái người mà sống cái chánh niệm đó, họ mới biết được tham dục cái sanh khởi. Bởi vì cái người mà tu thiền quán mà quán về năm thiền cái đó, như tham dục cái sanh khởi đó, thì do cái tâm trí tuệ nó biết được cái tham dục. Chứ cái tâm tham dục nó bản thân của nó là nó có ba nhân bất thiện là tham sân si, nên nó không biết được. Và chỉ có tâm thiện nó có ba nhân vô tham vô sân và trí tuệ nó mới biết được cái tâm bất thiện. Chỉ khi mình ngồi yên đó mới thấy cái tham nó sanh lên như vậy, do bị cuốn hút, do cái cảnh tịnh tướng, ví dụ cái tướng đẹp của cái người phụ nữ, cái mắt mình nhìn những cái tướng nào khả ái của người khác phái thu hút tâm mình. Như vậy những cái âm thanh khả ái vừa lòng mình, những cái lời nói mà giống như êm dịu, rồi cái hơi mùi, rồi cái sự xúc chạm, những cái điều đó thu hút tâm mình như vậy. Thì chúng ta thấy rằng một cái người mà họ có cái chánh niệm, họ mới thấy tham dục có sinh khởi, và cái tham dục nó làm cho mình não hại. Hay là một người thấy sự nóng nảy của tâm mình đó, cái sân độc cái sinh khởi làm cho mình khó chịu, thân tâm mình khó chịu, rồi mình hành động như vậy. Chỉ khi nào mình ngồi được á, mình mới chánh niệm, mới phản tỉnh được cái đó, là mình mới biết sống một mình. Còn nếu một cái người mà không có chế ngự được, không có sống một mình được đâu quý vị. Nên thường thường quý vị thấy những cái vũ trường, những cái quán rượu, món quán bar, rồi những cái sòng bài đó thu hút rất là đông người. Chùa chiền thì rất là ít người, quý vị luôn luôn lúc nào quý vị cũng thấy vậy hết á. Nghĩa là cái người mà thu hút đó, chính vì điểm đó nên Đức Phật nói rằng người ta chết nếu mà sanh lên cõi trời ít như cái sừng con bò vậy. Cái người chết sanh vào địa khổ cảnh nhiều như cái lông con bò vậy đó. Tại vì số người họ bị tham sân si đó, thu hút cái tâm của họ đó, họ đi tìm cảnh sắc cảnh thinh, họ đi tới quán rượu quán bar, rồi tìm chỗ bài bạc lầu xanh rồi này cái nọ, họ đi tìm cái đó cho ăn, cho uống, cho nhậu nhẹt không ạ. Quý vị thấy những cái tiệm nhậu á, mấy cái quán nhậu á, cái quán cà phê đông người lắm, mình thấy đông lắm, họ ra họ nói chuyện nguyên thiên, nói chuyện này quýnh lộn quýnh lão, rồi chặt ghẹo này cái nọ đó, ăn uống rồi nhậu nhẹt vậy đó. Nên Đức Phật này nói như vậy, chúng ta thấy rằng nếu một người mà muốn sanh về cõi trời là người đó phải biết sống một mình. Để mình niệm giới, năm giới của mình sao quen ố, sao trong sạch. Như vậy mình nói đơn giản, cái người mà họ muốn làm thơ họ phải ngồi mình mới làm thơ được. Hoặc là cái người muốn học bài thì ngồi yên học bài được, chứ mà ra chỗ mà đông người sao ngồi học được. Cái tâm mình nó bị dao động, cái cảnh thinh nó dao động lỗ tai, mình làm cái nhĩ căn sanh khởi. Thì giờ mình muốn thuộc bài á, mình phải ngồi yên để mình mắt mình nhìn, rồi miệng mình đọc, tâm mình suy nghĩ về cái chi pháp. Cũng như một người học nghi hữu pháp gì đó, miệng tai xuyên viết, miệng xuyên đọc, ý xuyên suy nghĩ, lỗ tai xuyên nghe, miệng xuyên nói nữa. Có nghĩa là mình cũng phải xuyên, vừa đọc á, là mình đọc bài, nhưng mà khi nói đó là cũng giống như trả bài vậy đó. Rồi cái tai mình xuyên viết, tâm mình xuyên suy nghĩ về cái chi pháp, thì như vậy mình mới trở thành cái người học được. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng cái người học được đó, nó cũng phải biết sống một mình mới được. Mình ngồi mình học đó, mình đọc bài, bài miệng mình đọc, tâm mình suy nghĩ, tai mình viết, ý mình, tâm mình suy nghĩ chi pháp. Như vậy đó thì mình mới mình nghe, mình đọc thì mình nghe trong lỗ tai, mình ví dụ đọc lên cái những cái câu mình đọc ra đó, thì cái tai mình nghe lại cái cảnh thinh đó, rồi tâm mình suy nghĩ theo cái chi pháp. Chỉ có vậy thì mình mới học được, mới thuộc bài được. Như vậy rõ ràng cái người sống một mình đó, nếu mà nói đơn giản theo người đời đó, cái đứa nhỏ nào nó biết ngồi yên nó học thì nó mới học giỏi được. Chứ còn mấy đứa mà nó không ngồi yên được thì quý vị thấy không thể nào học được. Lúc nào nó dụm ba dụm bảy là nó nói chuyện nguyên thiên thì không thể học được. Như vậy chúng ta muốn tu thiền mà tiến bộ đó, bởi một cái người mà tu tiến bộ hay không đó là người đã biết sống một mình. Nên chúng ta cứ để ý người Phật tử nào mà thích sống một mình đó, họ tiếp tục sống trong phòng mà họ không buồn phiền vì cái tâm họ suy nghĩ pháp, hoặc là họ ngồi theo dõi đi đứng nằm ngồi theo dõi hơi thở sự xúc cảm. Như vậy đó thì họ mới tu được. Chứ còn nếu mà họ không biết sống một mình, không có thể nào họ theo dõi cái đại quy nghi, tiểu quy nghi, hay là họ niệm chết được, không có thể nào được. Hay là họ không có niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên được. Ví dụ mình niệm thí đi, suy nghĩ về sự bố thí, bố thí như thế nào, không có chê trách,
bố thí như thế nào là thân khẩu ý, bố thí như thế nào để làm người đủ tâm tư, là người có trí, bố thí như thế nào được học thời, bố thí như thế nào là không có gượng ép, bố thí như thế nào không có gượng ép. Như vậy đó, mình hiểu bố thí như thế nào không có tổn hại. Chỉ khi nào mình ngồi mình suy nghĩ bố thí mà cho người ta ăn mà nói là khóc là bố thí có tổn hại, rồi bố thí có gượng ép, tại vì cái người đó nói hoài mình mới cúng dường thì gọi bố thí có gượng ép. Như vậy thì mình nhờ mình ngồi yên mình mới suy nghĩ về sự bố thí làm sao mình đúng pháp được. Thì theo con nghĩ rằng á, nếu một người mà Phật tử nào cũng vậy, người đó biết sống một người một mình thì người đó có thể vượt qua được những cái cạm bẫy. Ví dụ thường quý vị thấy không, những cái người quýnh bài đó không phải sòng bài cột chúng ta, nhưng mà do cái tâm chúng ta đó, chúng ta phóng dật chúng ta tới tìm tới sòng bài. Rồi cái người uống rượu cũng vậy đó, không phải cái tiệm rượu nó cột chúng ta, nhưng mà cái tâm chúng ta phóng dật, chúng ta không biết sống chánh niệm, nên chúng ta tự lết thân mình tới cái sòng bài hoặc là cái tiệm uống rượu hoặc cái phòng ca hát này kia nọ. Nhưng mà nếu người đó biết sống một mình đó, thì họ biết Đức Phật nói rằng cái người mà đam mê hí trường này kia nọ, đam mê rượu chè là bại vong. Bại vong cái người đam mê bài bạc, rồi đam mê hí trường vũ trường này kia nọ, là những người đó đi đến con đường bại vong. Thì mình nghe như vậy, mình nhớ Đức Phật này nói như vậy, chỉ có khi nào mình sống một mình để phản tỉnh được, chứ còn nếu không thì rất là khó. Thì con xin trả lời như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại để tiếp tục điều học. Hello. Dạ, bạch thượng tọa thượng sư, thượng tọa có nghe được không? Dạ. Hello. Sư huynh cầm mic rồi, cầm mic rồi. Ồ, dạ vâng, xa thưa. Dạ. Bạch thượng tọa thượng sư, ở trong bài kinh nghị hôm nay đó, thì ở trong sớ giải có nói về cái lời khéo nói đó, là chỉ cho tứ đế và các cái đề tài, những cái đề tài mà nó có lợi lạc cho cái sự tu học. Chúng ta nói thẳng là Phật Pháp. Có nhiều người học Phật Pháp đó, thì không thấy được cái kết cấu rất là đặc biệt được Đức Phật Ngài giảng giải qua những cái trình bày mà chúng ta gọi là Pháp được Đức Thế Tôn khéo giảng. Nhưng mà nếu trong cuộc sống hàng ngày này đó, mà mình lắng nghe điều gì, mình hấp thụ điều gì mà chúng ta cảm nhận là ồ, điều đó quả thật là một điều khéo nói, một điều khéo thuyết, một điều khéo trình bày đó, thì chúng ta lấy đơn giản một cái ví dụ đi, là khi mà mình nói đến giáo lý khổ tập diệt đạo là tứ diệu đế, là bốn sự thật phi diệu, thì cái sự thật phi diệu mà được đề cập đến tại đây đó, nó có liên quan gì đến được khéo trình bày hay không, hay là sự thật phi diệu đó chỉ đơn thuần là vì điều đó có cái lợi lạc là dẫn chúng ta đến giác ngộ giải thoát mà thôi. Thì xin thỉnh sư huynh hoan hỷ giải thích cho quý Phật tử một ít ý nghĩa về thế nào gọi là cái sự khéo thuyết ở trong giáo lý Phật Pháp. Kính thỉnh sư huynh. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Cái chữ Supasita ở đây chúng ta nên xài hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất ở trong chú giải Supasita, nó đồng nghĩa với chữ Swakata. Swakata tức là Swakato Thammo, Swakato Phakvata Thammo, là Pháp được Thế Tôn khéo thuyết. Thì nó gồm có Tứ Đế và 37 Bồ Đề Phần.
Tứ đế là 37 bồ đề phần. Vì toàn bộ giáo lý của Đức Phật đó, là trước hết là Ngài trình bày bốn cái sự thật, bốn cái chân lý gọi là chatu sacchát, tức là tứ đế. Và khi mà Ngài vận chuyển pháp luân đó, thì bài kinh chuyển pháp luân này, pháp luân này được Đức Thế Tôn vận chuyển tại Varanasi mà không có vị Sa môn hay vị Bà La môn, chư thiên phạm thiên nào có thể vận chuyển được, khi mà Ngài chưa có xuất hiện ở đời để mà Ngài trình bày đó. Sau khi mà Đức Thế Tôn Ngài chuyển pháp luân rồi, thì có các vị tinh văn đệ tử của Đức Phật, thì các vị đó mới nghe Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp như vậy, các ngài mới đem tứ đế mà triển khai ra, thì sau đó mới thuyết được. Chứ còn trước khi mà Đức Phật Ngài xuất hiện, thì tứ đế chưa có được những sa môn và la môn nào trong đời này nói lên được. Cho nên ở đây đó, cái nghĩa thứ nhất ở trong cái chữ Suphasita đó là khéo thuyết đó, thì ở đây là trình bày về bốn cái chân lý mà Đức Thế Tôn bắt đầu Ngài thuyết từ lúc mà chuyển pháp luân, ngay cái thời điểm đó. Rồi ở trong cái việc tu tập đó, thì Ngài trình bày toàn bộ cái con đường là những pháp đưa đến sự giác ngộ, gồm có sát tác, tinh sát, bồ thí bát giác, là 37 bồ đề phần, 37 bồ đề phần, tức là trong đó chỉ có 7 nhóm, tức là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ giới y túc, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo. Tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, 4 lần 32, ngũ quyền, ngũ lực, 10 nữa là 32, cộng với thất giác chi, bát chánh đạo 15 nữa thì thành ra 37, 22, 37, 22 với 15 là 37. Thì 37 pháp đó được Đức Thế Tôn Ngài trình bày như là một cái con đường để thực hành đưa đến sự giải thoát giác ngộ. Thì do vậy chúng ta cần phải hiểu rằng toàn bộ giáo lý của Đức Thế Tôn Ngài khéo thuyết, tức là ngài thuyết cô đọng ở trong bốn sự thật và 37 pháp giác ngộ thôi. Còn trong cái nghĩa thứ hai đó, thì cái chữ Suphasita đó được xem như là thị ngôn. Thế nào là thị ngôn? Thị ngôn tức là lời nói tốt đẹp, đem lại cái sự tiến hóa trong tu tập. Đó là 10 cái đề tài thảo luận cả thao quá thú, đã sắc cả thao quá thú. Chữ cả thao quá thú ở đây chúng ta đừng hiểu lầm là tên của bộ ví dụ pháp,
thứ năm của tạng ví dụ pháp, của tạng thân pháp. Bộ thứ năm của tạng thân pháp cũng tên gọi là cà thâu quá thú, nhưng mà cà thâu quá thú đó là những cái điểm tranh luận, những cái điểm tranh luận. Còn ở đây chữ cà thâu quá thú, chữ quá thú là đề tài, cà tha tức là thảo luận, 10 đề tài thảo luận. Như là cái đề tài về thiểu dục Apachakatha, đề tài về tri túc Santotikata, đề tài về viễn ly Pavivekakatha, đề tài về độc cư không quần tụ Asansakakatha, đề tài về tinh tấn Viriya Ramphakatha, đề tài về giới Silakatha, đề tài về định Samadhikatha, đề tài về tuệ Panya Katha, đề tài về giải thoát Vimutti Katha, đề tài về tri kiến giải thoát gọi là Vimutti Jnana Dasana Katha. Thì 10 cái đề tài đó, đó các vị tỳ kheo Đức Phật đã cho phép là hễ khi nói chuyện thảo luận thì nói chuyện 10 đề tài đó. Còn nếu như không có bàn về những đề tài đó thì nên giữ im lặng, một cái trạng thái im lặng của bậc thánh Ajatunhiputo, tức là thiền định, tức là ngồi yên lại, im lặng, cứ chánh niệm thôi, hơi thở thôi. Còn hãy khi mà gặp nhau nói chuyện là phải nói 10 đề tài đó, đề tài nào cũng được, miễn làm sao mà nói có bổ ích, thì như vậy cái đó cũng gọi là Suffacita. Nhưng mà chữ Suffacita ở đây trong cái nghĩa thứ ba đó, trong cái nghĩa thứ ba thì chữ Suffacita này là để chỉ cho khẩu thiện hạnh là Vacchi Succarita. Khẩu thiện hạnh tức là từ bỏ nói dối, chỉ nói chân thật thôi, từ bỏ lời nói độc ác, từ bỏ lời nói đâm thọc, chỉ nói lời hòa hợp, từ bỏ lời nói độc ác, chỉ nói lời dịu ngọt, từ bỏ lời nói vô ích nhảm nhí, chỉ nói những lời hữu ích mà thôi. Thì như vậy cái khẩu thiện nghiệp đó, bốn khẩu thiện hạnh đó cũng gọi là Suffacita được. Thì ở đây cái chữ Suffacita là chúng ta phải hiểu trong ba trường hợp. Một là để chỉ cho cái giáo lý được khéo thuyết bởi Đức Thế Tôn Svakkhato Bhagavata Dhammo. Thứ hai là thiện ngôn. Suffacita là những cuộc thảo luận với những đề tài bổ ích. Thứ ba là chỉ cho cái khẩu nghiệp tốt đẹp, cái khẩu hành tốt đẹp, bốn cái khẩu hành tốt đẹp. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về cái chữ thiện thuyết Suffacita, mà ở trong chú giải rộng như thế. Vì ở đây trong phạm vi của bài kệ cho nên chỉ dịch một cách thông thường thôi. Hãy học điều khéo nói. Do đó chúng ta sẽ thắc mắc tại sao gọi là điều khéo nói. Phải nói là hãy học pháp khéo thuyết thì nghe mình còn có thể gấm ghé được. Pháp khéo thuyết ở đây là chỉ cho tứ diệu đế và 37 bồ đề phần. Còn ở đây nói điều khéo nói thì nó yếu quá, cái từ đó xài trong câu này yếu quá, cho nên phải có chú giải mới coi được. Chứ đọc bài kệ thì xong mà không có chú giải thì cũng chịu thua thôi thưa quý vị. Một là chúng ta xem trong tiếng Pali, văn vệ nguyên văn Pali. Hai là chúng ta phải coi chú giải. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài điều như vậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú kính trinh thì tòa thầy sư. Quý Phật tử có nghe được chúng tôi nói không? Dạ. Xin được tỉnh sư huynh đi nghỉ. Thưa quý vị, thì giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay chúng tôi xin được tiếp lời của Chư Tăng để chia sẻ thêm một vài điều liên quan đến ý nghĩa của bài kinh này. Như chúng ta biết được rằng khi mà mình làm bất cứ việc gì đó, thì mình rất cần để nắm được một vài cái bí quyết, hay là chúng ta nói là một vài cái thủ thuật, mà cái thủ thuật đó hay là bí quyết đó giúp cho chúng ta học tốt, làm tốt ở trong cuộc sống. Theo trong sớ giải thì bài kinh này vốn được bài kệ này vốn được một vị thiên tử tên là Kassapa. Vị này là một ở trong số rất là nhiều vị thiên đã đến nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp ở tại cung trời Đao Lợi vào hạ thứ bảy, khi ngài lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp độ Phật mộng. Thật ra thì ở trong những gì mà vị này nói đó không phải là những gì vị này tự ý mà suy nghĩ, mà do vị này học lại, học thêm từ lời dạy của Đức Phật. Và những lời dạy này được ghi ở trong một cái bộ mà chúng ta gọi là bộ Quý Phân Giác. Và khi vị này đến gặp Đức Thế Tôn để lặp lại lời này, thì Đức Thế Tôn này đã mặc nhiên chấp nhận rằng đúng là vị này nói đúng, lặp lại đúng, chứ những điều này không nên hiểu là những điều do chính bản thân của vị thiên nghĩ và sáng tác ra. Vị này chỉ nói lại những gì mà mình đã học, đã được biết. Và chúng tôi cũng lưu ý một điều là khi nãy có một Phật tử text message hỏi chúng tôi một việc là vị này có đọc một cái tài liệu hay là nghe một vị nào đó giảng đó, thì thiên tử Kassapa này chính là hậu thân của hoàng hậu Maya. Sau khi sanh lên cõi trời đâu xuất thì không còn là một thiên nữ nữa, mà trở thành một thiên nam có tên là Kassapa, phải không? Thì chúng tôi không biết là vị Phật tử đó học ở đâu và nghe vị nào giảng, nhưng mà chúng tôi xin đính chính rằng đúng là Phật mẫu sau khi hạ sanh Đức Thế Tôn ở tại vườn Lâm-bi-ni 7 ngày đó, thì Phật mẫu đã từ trần và đã sanh bên cõi trời đốn xuất trở thành một tiên nam. Điều đó đúng, nhưng mà vị tiên nam đó không phải tên là Kassapa. Dạ, vị Kassapa này không phải là hậu thân của hoàng hậu Maya. Quý vị nghe thật kỹ điều này nhé. Có một điểm mà các vị nên biết đó, là vị thiên Kassapa này theo trong sớ giải thì đến pháp hội của Đức Thế Tôn nửa chừng, chứ không có tham dự được trọn. Dạ, tham dự được trọn. Nên vị tiên này, nên vị thiên này đã đến gặp Đức Phật. Và ở đây thì chúng tôi cũng phải nói thêm một cái chữ nữa mà dịch thì rất là sát ở trong tiếng Phạn,
nhưng mà nó lại hiểu cái nghĩa tương đối là lắc léo ở trong tiếng Việt của chúng ta, là chữ Devaputta. Chữ Devaputta, Deva là thiên và Putta là con trai. Thành ra dịch hoàn toàn không có sai khi mà chúng ta dùng cái chữ thiên tử. Nhưng mà quý vị Phật tử trước nhất là phải rất là cẩn thận. Cái chữ thiên tử mà chúng ta nói trong tiếng Việt á, và đặc biệt người Trung Hoa đó, hay nói thiên tử là con trời. Con trời chỉ cho ông vua. Dạ, tức là ngày xưa mấy vị vua Tàu và vị vua Việt Nam á, thì đều tự gọi mình là con trời. Tức là trời sai xuống để làm cái việc cai trị thiên hạ. Tức là cái ý của vị vua gọi là ý trời, và mình làm trái với cái ý của vị vua, tức là mình làm trái về cái ý trời. Bởi vì chúng ta có cái câu nói là thượng thiên tắc tồn, nghịch thiên tắc vong, tức là thuận theo ý trời thì sẽ tồn tại và nghịch với ý trời thì sẽ bị hoại diệt. Thì thật ra cái câu đó là mấy ông vua gắn ghép, đâu ai biết ý trời là ý gì đâu. Cái chữ thiên tử mà chỉ nhà vua thì hoàn toàn không có ý nghĩa tại đây. Và cái chữ thiên tử mà chúng ta nói tại đây không có ý nghĩa, vậy thì quý vị phải rất là cẩn thận. Và ngay trong tiếng Phật mà cái chữ Devaputta, nếu chúng ta hiểu là con của chư thiên đó, thì cũng phải cẩn thận, tại vì chư thiên là loài hóa sanh, chứ không có giống như chúng ta, tức là có cái thụ thai như loài thai sanh, và sanh ra thì có cha có mẹ, do tinh cha quyết mẹ hợp thành. Thành ra chúng ta gọi cái tinh cha đến từ người động, là người động là cha, và sanh trong cái thai bào ở trong cái dạ con của người phụ nữ nào thì người đó là mẹ. Thành ra ở trong cái tiếng mà gọi là Devaputta mà chúng ta gọi là thiên tử tại đây chỉ chất loài hóa sanh đó, thì thật sự trong sứ giải nói rằng điều đó đó chỉ đơn thuần là nếu mà chúng ta gọi những vị nào gọi là thiên tử thì chỉ để được là một vị tiên trẻ tuổi, tức là không có già. Những cái trời đế thích khi mà đến gặp Đức Thế Tôn để hỏi đạo đó thì là một vị hết tuổi thọ, sắp hết tuổi thọ thì không gọi là một thiên tử. Nhưng mà sau khi mà nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp chứng quả Tu Đà Hoàn, sanh trở lại làm thân đế thích đó, thì đó là vị thiên trẻ. Nhưng mà theo trong kinh đó, thì những loài hóa sanh như là chư thiên, đặc biệt như chư thiên của trời Đao Lợi đó, thì từ lúc sanh ra như là một người trưởng thành cho đến lúc mất á, thì không có cái hiện tượng lão hóa về cái thân tướng. Và tức là quý vị để ý hình của chư thiên thì trẻ thôi chứ không có già. Thật ra chúng ta nói là vị thiên này là vị thiên trẻ tuổi, được hiểu là vị thiên không có nhiều tuổi thọ và không có nhiều thọ mạng. Cái này nó cũng hơi rắc rối một chút. Và ở trong cái khái niệm gọi là đồng tử, và giống như thiện tài đồng tử, hay là ở trong người Trung Hoa gọi có hình ảnh của Na Tra là con của Lý Tịnh chẳng hạn, thì cái hình ảnh đó không có trong kinh điển Pali. Và tại vì theo trong kinh đó, thì các loài hóa sanh mà trên thiên giới sanh ra đó thì trở là một cái vị thiên đã giống như người thành nhân, chứ không một hình của một hài nhi, một hài đồng, một người trẻ tuổi. Thành ra trong cái kinh tạng Pali đó, những loài hóa sanh đó không có cái dạng của một đồng tử. Và thật ra ở đây cái chữ Devaputta mà chúng ta học nguyên cả cái chương này đó thì các vị phải rất là cẩn trọng. Có nghĩa là những cái vị thiên này gọi là thiên Devaputta này là những vị thiên không có nhiều tuổi thọ, hay là mới sanh lên cõi trời, gọi là thiên tử. Thưa quý vị, bốn cái bí quyết của một người tu tập mà chúng ta nên hiểu ở tại đây đó là thứ nhất là trước khi mà nói về bốn cái bí quyết này thì chúng ta nên nắm vững và nắm rõ
nóng rửng bằng chữ Sikhetha. Chữ Sikhetha từ chữ Sikhati. Sikhetha tức là mệnh lệnh cách, là hãy học. Nhưng mà cái chữ đi hãy học ở đây đó, thì cái chữ này không phải là mình vào trong lớp mà học. Và chữ Sikhati nghĩa là thụ huấn hay là hấp thụ. Hấp thụ ở đây về phương diện cả học lẫn hành. Ở trong tiếng Anh thì là training. Training tức là sự huấn luyện. Chúng tôi rất là sợ là có nhiều khi chúng ta nói trong tiếng Việt mình chỉ xích tí là học. Mà học có nghĩa là đơn thuần là điều ở chỉ học chứ chưa phải là thực hành. Quý vị nhớ là khi mà chúng ta thọ ngũ giới á, thì cái học giới gọi là Sikha Padang. Và giống như là Adinadana Viramani Sikha Padang Samadhiyami. Thì Sikha Padang Samadhiyami thường các ngài như ngài ngài Hộ Tông hay là ngài Giới Nghiêm thường gọi là điều, gọi là Sikha Padang là điều học. Sikha là hóa đá là điều, Sikha Padang là điều học. Thì dịch như vậy thì cũng đúng ra đó, thì cái chữ đó nếu mà chúng ta dịch thì chúng ta nên giới và con xin thọ trì học giới là từ bỏ không lấy của không cho, cái chữ Sikha Padang. Thì chữ Sikha tí chúng ta nên dịch là thủ huấn, là học tập, là được được huấn luyện, chứ không nên hiểu chỉ đơn thuần là học. Sikheti Sikheti ở đây tức là hãy hấp thụ và hay là hãy tu tập bằng bốn cái bằng bốn điều. Và bốn điều này đó ở trong cái ngữ văn á, thì đều là giống nhau. Và điều thứ nhất á, là học từ cái gì? Học từ cái chúng ta gọi là những điều được khéo nói, khéo thuyết. Điều thứ hai là từ cái sự cái cách hầu hạ hay là phục vụ các cái bậc cao đức. Và điều thứ ba đó là học từ cái đời sống độc cư, một mình, tức là biết sống một mình. Và điều sau cùng là học từ cái nội tâm mà an tĩnh của mình. Cả bốn điều này đó đều có cái những cái yếu quyết rất là quan trọng đối với một hành giả tu tập. Thứ nhất là chúng ta hiểu Suphasita. Hồi nãy từ tòa từ siêu có nói là cái đó gọi là ở đây khi mà chúng ta nói lời khéo nói thì nghe nó không có tới lắm. Cái anh đó nói lời nó khéo quá, chị đó nói lời nó khéo quá. Nhưng mà đúng là thì chúng ta nên dịch là từ cái điều gọi là thiện thuyết. Hay là trong cuộc sống của chúng ta, chúng tôi lấy ví dụ như là mình học hỏi về tư tưởng á, thì mình học hỏi từ cái phương ngôn hay là danh ngôn. Phương ngôn, danh ngôn á, tức là những lời nói ý vị, những lời nói cô động, những cái lời nói mà toát ra cái gì đó mà nó có một cái tác động đến tâm tư của mình, gọi là Suphasita. Và Suphasita có thể hiểu là phương ngôn cũng được, là danh ngôn cũng được, là lời khéo thuyết cũng được. Dĩ nhiên trong sớ giải thì dựa trên cái nhìn của các vị A-sa-lê, những điều khéo thuyết ở đây phải là Phật Pháp, và phải là giáo lý tứ đế, và phải là những cái chân lý vi diệu, phải là những điều mà Đức Phật dạy về nghĩa văn cụ túc. Nhưng mà chúng ta hiểu một cách đại quan, chúng ta hiểu một cách rộng rãi trong đời sống hàng ngày đó, là cái người tu tập là phải biết chắc lọc và phải biết chọn lựa khi mà mình nghe những điều khéo thuyết. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ ở gần sư trưởng á, sư trưởng có nói rằng một cái người mà có trí tuệ, một cái người thông minh á, có nhiều khi nghe một bài pháp thuyết không hay từ một vị pháp sư rất là trung bình, thậm chí có bài pháp thuyết mà nghe rất là buồn ngủ, nhưng mà trong đó cũng có thể lượm nhặt được một vài câu nói hay. Dạ, một vài câu nói hay. Ở trong cuộc sống này, thưa quý vị, một cái người mà có cái sự linh mẫn hay là một người thông tuệ, thì đôi khi chỉ nghe thoáng qua một câu chuyện được kể ở đâu đó, được lượm đặt ở trên Facebook hay là một câu danh ngôn nào đó, nhưng mà vị đó có thể tìm thấy ở đó cả một cái ý nghĩa rất là thâm thúy. Thành ra cái lời khéo nói
hay là chúng ta gọi là lời hay ý đẹp đó, nó có cái tác dụng lớn đó, trong đời sống của mình. Về điểm này thì chúng tôi phải thưa rằng có những người mà đi vào ở trong rừng thì cây cỏ là cây cỏ, hoa lá là hoa lá, nhưng mà với một người mà có mắt và có trình độ đó thì người đó biết nhận ra những cái kỳ hoa dị thảo, những cái loại cây hoa mà nó có cái giá trị để mà thưởng ngoạn. Thì trong cuộc sống cũng vậy, ngôn ngữ là cái phương tiện của truyền thông, nhưng mà suphasita gọi là thiện ngôn, là phương ngôn, là danh ngôn đó, thì nếu chúng ta biết góp nhặt, biết lượm nhặt đó, thì ở đó cho chúng ta cả một cái kho tàng. Và có nhiều khi trong cái kho tàng đó đó, nó là những cái chất liệu sống mà chúng ta không có ngờ được. Chúng tôi nhớ rất rõ đó là ở trong kinh, và cũng như là các vị thiền sư khi mà hướng dẫn đó, thì các vị dạy rằng người ta hiểu đa văn thì quảng kiến, nghe nhiều thì học rộng, nhưng mà không phải ai nghe nhiều thì cũng biết chắc lọc, cũng biết chọn lựa cái gì mà gọi là hay, là cái gì tốt để mình hưởng thụ, để mình hấp thụ, để mình đem vào trong lòng được. Cũng giống như bây giờ không phải ai ra ngoài ra đến siêu thị với cả hàng mấy ngàn cái thức ăn mà cũng biết lựa cái gì ngon, cái gì bổ, cái gì tốt với sức khỏe mang về, không phải. Hay là chúng ta đi vào trong chợ đời này có trăm muôn ngàn thứ mà biết mua cái gì đáng mua, biết thưởng thức cái gì đáng thưởng thức, nhìn cái gì đáng nhìn, thì chuyện đó cũng phải dễ. Thành ra một ở trong những cái kỹ năng rất là quan trọng của một người tu là biết lắng nghe những điều đáng nghe, và những điều đó có một cái giá trị, có một cái ảnh hưởng tốt, ảnh hưởng tích cực đến đời sống của mình. Và đôi khi có câu nói thôi mà nó trở thành một cái, nó tạo nên một khúc quanh ở trong cuộc đời của mình. Vì vậy nó cũng là một bí quyết rất là đặc biệt. Dạ, bí quyết đặc biệt khi một người tu mà biết lắng nghe và nghe những điều đáng nghe, nghe những điều rất là thiện thiết. Dạ, nghe điều thiện thiết là một cái bí quyết quan trọng. Điều thứ hai, thưa quý vị, ở đây đó là một bí quyết khác mà chúng tôi học được rất là nhiều trong cuộc sống tu hành, đó là biết cung kính, quý kính, biết lui tới thân cận hầu hạ các cái bậc bậc cao đệ, các bậc cao đức, những bậc chân tu thật học, chân tu thật đức. Cái này là cái bí quyết mà người ta ít có biết lắm. Dạ, ít biết. Ông bà chúng ta ngày xưa có một cái câu nói rất là nôm na, nhưng mà nếu chúng ta để ý ở trong đó nó chứa đựng cả một cái sự khôn ngoan, là nó là qua sông phải mượn phù kiều, muốn con học giỏi phải yêu kính thầy. Dạ, ở đây tức là qua sông phải mượn phù kiều, qua sông thì phải mượn cái cầu, mà muốn con học giỏi đó thì phải biết thương, biết kính ông thầy. Dạ, thương kính thầy. Tại vì sao vậy? Ông thầy á, mà ông có cảm tình với mình, ông cho mình nhiều thứ lắm. Cái này là cái cũng nó là, nếu mà cuộc sống nó là một cái học đó thì lạ lắm, thưa quý vị. Nếu một người học trò mà khéo mà gây được cái hảo cảm, cái thiện cảm từ trong một lòng ông thầy, mà ông thầy gọi là rút ruột ra để mà chia sẻ, rút ruột ra để mà cho người học trò đó, thì đôi khi mình được cả một kho tàng, hay là mình được những cái bí kíp. Bí kíp rất là quan trọng. Chúng tôi nhớ là ở trong miền Nam á, có một cái nghề mà mới nghe thì nghe cũng hơi kỳ, gọi là nghề ăn ong. Ăn ong tức là đi vào rừng kiếm mật ong đó. Dạ, mật ong ở trên cây thì ăn ong. Thì chúng tôi có đọc ở trong tạp chí Sáng Tạo. Ngày xưa quý vị nào có coi tạp chí Sáng Tạo của Dương Nghĩa Mậu đó, Tô Thùy Yên, vân vân, thì quý vị có thì trong tạp chí Sáng Tạo kể là một có đăng một câu chuyện mà chúng tôi không nhớ là trong số mấy, là nói về một cái người đi ăn ở trong rừng U Minh, và khi mà người đó
đi vào trong rừng thì tình cờ gặp một ông cụ, cậu ông cụ ở một cái trong một cái chòi, và trong một cái chòi lá mà tương đối là cô độc. Và người và ông cụ này cũng đã có nhiều năm sống ở trong rừng rồi. Thì cái anh thanh niên này cũng mới là một người ăn ông thôi, nhưng mà lại là một người rất là tử tế và biết cũng biết kính trọng người lớn tuổi và cũng có thiện tâm. Nên khi trong một lần vào thăm ông cụ thì cái người này mới nói rằng chắc con có thì giờ rảnh đó, nếu mà bác cần á thì con với bác bỏ ra ngày mình sửa lại cái chòi, tại thấy cái máy nó siêu vẹo quá và mưa gió có thì hỏng. Thì ông cụ nó cũng vui vẻ, ông cụ nói nếu cậu mà có lòng tốt thì tốt là thì tốt lắm. Và có một ngày đẹp trời đó thì hai người đã cắt lá chậm lại và lợp lại căn chòi đó tươm tất. Thì thưa quý vị, đây là một câu chuyện thật được kể ra và xảy ra vào thời Pháp thuộc á. Thì anh thanh niên á, anh vẫn tiếp tục cái công việc của mình là đi tìm mật ong ở trong rừng. Nhưng mà rồi có một lần anh đi vào trong rừng á, thì anh bắt gặp ông cụ đó đang đứng ở ngoài cái con đường đi vào vào rừng á, là đang chờ đón anh. Thì anh thanh niên này mới hỏi là bác có cần gì cháu đến giúp không. Thì ông cụ nói rằng thôi bữa nay chú đừng đi vào trong rừng, chú đến nhà, đến cái chòi của tôi đi, mình có một bữa, mình có một ít đồ nhắm với một ít rượu đế, mình uống rồi mình nói chuyện. Dạ. Thì anh nghĩ rằng chắc là ông cụ lâu quá buồn, muốn có một người để uống một vài ly, nên anh bỏ công việc đi ăn ông và đến cái chòi đó. Và câu chuyện kể lại là anh đã ăn uống với ông cụ qua một buổi, và buổi trưa hôm đó sau khi ăn uống xong thì ông cụ mới nói với anh rằng ông cụ thấy anh là một người rất là chất phác, rất là hiền hậu mà lại có lòng tốt nữa. Và ông cụ muốn chia sẻ với anh một vài cái cách đi săn ong, đi tìm ong, mật ong trong rừng theo cái kinh nghiệm mà ông đã tích tập mấy chục năm qua, đặc biệt là tìm theo hướng gió. Và loài ong sống như thế nào, nó có một cái nó có một cái thói quen là nó ở gần với nhau như thế nào, ở xa nhau như thế nào. Và một cái người mà đi ăn ong mà biết tìm theo hướng gió thì cái hướng gió đó đó, nó chính là cái hướng mà con ong đi tìm các cái loại hoa và mật, rồi trở về làm ổ tổ, rồi đại khái đó là cả một cái kỹ năng rất là quan trọng đi tìm mật ong ở trong rừng. Ông cụ lại dạy cho anh này. Thì thưa quý vị, về sau này anh thanh niên đó trở thành một người ăn ong rất là có tiếng và là khá giả lên. Và rất tiếc là không lâu sau đó thì ông cụ mất đi. Nhưng mà anh đã đem cái câu chuyện đó trở về kể lại về sau này như là một kỷ niệm của một thời đi vào rừng mà được cái sự may mắn là có một người đi trước chỉ điểm như vậy. Thật ra trong cuộc sống này đó, thưa quý vị, người ta nói rằng kính lão đắc thọ, đại lão khất ngôn. Ngày hôm nay có một điểm rất tiếc trong những nền văn hóa đó là đôi khi người ta coi thường cái tuổi già. Người ta nghĩ rằng những người trẻ đó là những người khôn hơn, là những người mau mắn hơn, giỏi giang hơn. Nhưng mà kỳ thật nó có những thứ mà khó vượt qua khỏi cái kinh nghiệm. Yeah. Cái kinh nghiệm nhất là trong cái sự thực hành ở trong đời sống bản thân đó, thì cái kinh nghiệm nó tích lũy theo thời gian và khó có cái gì mà đánh đổi được kinh nghiệm đó. Dạ. Thành ra một cái người mà tu tập, dạ, nếu mà xem thường cái kinh nghiệm của những người đi trước đó, thì nó là một sự thiệt thòi lớn. Mình nói như vậy thì nghe nó giống như là chẳng lẽ mình đi tu rồi cứ chạy theo những cặp những vị sư già, những ông cụ già để mà mình học và hỏi hoài. Nó không hẳn hoàn toàn, nhưng mà đôi khi tuổi trẻ và đặc biệt tuổi trẻ ngày hôm nay đó,
nhiều khi mình học giỏi ngôn ngữ hơn, mình tra cứu trên internet nhanh hơn, đôi khi mình nghĩ rằng các vị trưởng lão là những cái vị kém cỏi hơn, lạc hậu hơn mình chẳng hạn, nó không bằng mình. Nhưng mà kỳ thật á, cái học của chúng ta về kiến thức á, về chiều rộng á, đồng ý là đôi khi những người trẻ lại học nhanh hơn, học rộng hơn, nhưng về chiều sâu và về kinh nghiệm bản thân thì những vị trưởng lão, về những cái vị mà chúng ta gọi là có cái kinh nghiệm già dặn đó, vẫn là một kho tàng vô giá. Thành ra cái bí quyết mà tạo được cái lòng thương mến từ các vị trưởng lão, cái bí quyết mà thân cận những vị trưởng lão, khi mà những người đó, những vị đó mà thương mình đó, các vị đó trao gửi cho mình những cái kinh nghiệm rất là quý báu bản thân đó, thì thưa quý vị, đó là kho tàng, đó là châu báu mà nhiều khi nếu mà người ta không chỉ cho mình đó, mình cả đời mình và cả đời mình mới học được, mới tìm ra. Thật ra tại sao chúng ta không có trân trọng cái kinh nghiệm tích lũy của những người đi trước, người đi trước cả một đời mà có nhiều kinh nghiệm tích lũy nhiều lắm. Thật ra một trong những cái bí quyết rất là quan trọng của người tu học đó là biết đại lão khất ngôn. Dạ, đại lão khất ngôn ở đây tức là đừng xem thường những người lớn tuổi. Cái sự trân trọng, cái sự trân quý kinh nghiệm của những người đàn anh, những người đi trước đó, đôi khi cho mình những cái gợi ý vô giá. Những gợi ý này có khi chúng ta phải cày trật mất cả bao nhiêu thời gian công sức mới tìm ra được. Rồi, nên xem đó là một bí quyết. Dạ, nghe em trong bí quyết đó là bí quyết thứ hai. Và cái bí quyết thứ ba trong sự tu tập mà ở đây Đức Phật dạy mà vị thiên lặp lại về cái bí quyết này, thì thưa quý vị, nó đến từ là cái khả năng sống một mình. Ở trong các cái loài vật đó, có một cái, có những loài sinh vật đó, mà có cái cuộc sống mà chúng ta, cho chúng ta cái gợi ý rất lớn. Thí dụ như loài bò hay là một loài vài loại sơn dương đó, nó có một cái sống gọi là nhai lại. Cái này là mình sống ở miền quê thì mình mới biết đó, thưa quý vị, là con bò nó ăn cỏ, nhưng mình ăn cỏ thì nó không có tiêu hóa liền, có lúc nó ăn nó gọi là nó vốn vào, nhưng mà rồi khi nó trở về chuồng ấy, thì nó lại có cái chỗ chứa ở dưới đó, nó nhả ra, nó nhai lại. Và nó nhai lại cái này thì ở đây chúng tôi chỉ nói cho vui thôi, chứ không phải là không phải cái chuyện gì mà bôi bác. Giống như ở trong cái thực dưỡng sinh mà chúng ta có cái thực dưỡng sinh của Osawa, về Osawa là nhai cho kỹ, nhai lại đó, thì cái nhai lại nó cũng có cái lợi của nó. Nó tạo cho cái chất vị toan tiết ra, nước miếng nước ra, và nó làm cho cái sự tiêu hóa tốt hơn. Thì cái con bò đó, thưa quý vị, nó là một sinh vật nhai lại. Dạ, nhai lại. Hay là có một số các loài vật nó có một cái cách sống tự nhiên gọi là ngủ đông, như loài gấu, hay là một vài loại nào đó mà nó tới mùa đông thì nằm yên một chỗ ngủ đông như vậy đó, thì cái cơ thể nó ở trong cái tình trạng rất là đặc biệt. Và cái tình trạng này nó làm cho nó hóa giải được nhiều thứ ở trong người, và nó làm cho cái thể chất bắt đầu sung mãn lại sau một giấc ngủ đông dài vài tháng. Thì thật ra chúng tôi muốn tạm dùng cái thí dụ về nhai lại hay ngủ đông đó để nói lên một cái bí quyết trong cuộc sống tu hành đó, đời sống cá nhân đó, là mình đi nhiều, tiếp xúc nhiều, học nhiều, nghe nhiều, nhưng rồi còn có những lúc chúng ta cần sống một mình để làm gì? Để nhai lại, để tiêu hóa, để cảm nhận. Nó có những điều mà trong cuộc sống này, thưa quý vị, chúng ta không thể nào trong một vài giây phút nhất thời mà chúng ta hưởng thụ trọn vẹn, không thể nào trong một vài cái thời khắc ngắn ngủi mà chúng ta có thể ôm trọn cả thế giới này vào. Đã. Do vậy, đôi khi mình làm phước á, thì mình cũng nên ngồi mình nghĩ lại, gọi là tư hậu, tức là mình nghĩ lại. Hay là mình tu thiền thì cũng nên có những việc hồi quán, là mình nhìn lại.
Và ở trong cuộc sống thì cũng có những nơi mà mình có đôi khi là mình nên ra đi, tìm một chỗ nào đó một mình để làm gì, để mình recharge, để mình sạc pin lại. Nói sạc pin thì nghe danh từ nó, nghe cái chuyện nó hiện đại quá và nó có vẻ giống như là máy móc quá, nhưng mà có người chúng ta rất cần những giây phút mình trở về sống với một mình. Cái đời sống một mình đó nó cho chúng ta cái cơ hội để phục hồi không phải chỉ thể lực mà tâm trí của mình. Do vậy một người mà thật sự biết sống trong cuộc sống này đó thì luôn xem là những giờ phút sống một mình đó, nó là một cái sự tử tế đối với bản thân. Tại sao chúng ta sống cứ phải tất bật, tại sao chúng ta sống cứ phải bon chen, tại sao chúng ta sống cứ phải vật lộn, mà tại sao chúng ta sống mà không cho mình đời sống độc cư? Bởi vì hồi xưa chúng tôi nhớ là sư trưởng hay có nói một điều là ăn nhiều không bằng ăn ít mà nhai chậm mà hưởng trọn, đi nhiều không bằng mình đi ít mà mình đi một cách thanh thản. Cuộc sống này có nhiều người quan trọng là mình sống nhiều, nhưng mà mình sống nhiều nhiều theo nghĩa là về lượng hay là về phẩm. Sống nhiều là mình sống là mình đa dạng phong phú, hay là mình sống với chiều sâu. Mà mình muốn sống với chiều sâu đó thì thật ra mình rất là cần một cái yếu tố đó là đôi khi cho mình trở về với một không gian, một cái không gian cô tịch, và cái thời gian mà chúng ta không phải tất bật. Cái không gian đó, thời gian đó, nó cho chúng ta một cái khả năng để nói theo sách kiếm hiệp gọi là phục hồi chân khí. Không biết có vị nào nghe phục hồi chân khí hay không, tức là đời sống mình tản tâm nhiều quá, mình tiêu ma nhiều quá thì mình phải phục hồi nguyên khí chân khí của mình. Thì đời sống độc cư đó là một cái đời sống lợi lạc đó. Ai có trưởng thành và ai có từng sống, từng làm việc, từng tu thì hiểu được, trân trọng cái giá trị của đời sống độc cư. Bởi vì từ ngàn xưa đó người ta có đề cập đến cái đời sống ẩn dật, đời sống của những thế ngoại cao nhân, hay là chúng ta nói thẳng là một cái người tu mà còn sợ sống một mình và còn sợ đời sống yên tĩnh của mình đó, thì những người đó thật sự chưa có cái khả năng để nếm cái vị của đời sống nội tại, của đời sống trầm tư và của đời sống mà chúng ta gọi là tự tâm, đó là một xứ nguồn an lạc. Tại vì thường thường thứ vì chúng ta sống hay nương hay gá hay lệ thuộc, mình sống phải có bầu bầy đàn, mình sống phải có phe này nhóm kia. Chúng tôi nhớ là ngày xưa có một ông thống đốc của tiểu bang Minnesota, ông tên là Ventura. Ông này đó, ông có nói một câu mà là mít lòng rất là nhiều người, và rất mừng người. Ông nói rằng những cái tôn giáo mà đặt nặng về vấn đề cái cơ cấu tổ chức mà nó chặt chẽ đó thì nó chỉ tốt cho những đầu óc mà tương đối là yếu đuối thôi. Những cái tâm hồn đủ mạnh, đủ lớn, đủ trưởng thành thì phải có khả năng sống độc cư. Bởi vì cái văn hóa gọi là văn hóa bầy đàn, văn hóa bầy đàn tức là văn hóa số đông rồi, nó đôi khi văn hóa rất là đáng sợ. Chúng tôi nhớ rằng ngày nay nó có những cái khâu, những cái tôn giáo đó mà người ta thích là tổ chức trở thành một cái cơ cấu, một cái nhóm, một cái quần thể, một cái tổ chức mà rất là chặt chẽ từ trên xuống dưới, và mỗi con người, mỗi thành viên đó là một bộ phận, là một cơ phận trong một cuộc máy. Mình thấy nó vĩ đại lắm, thấy nó to tát, thấy nó có vẻ như là nó đồ sộ, nó cần càng. Nhưng mà những người mà sống là một bộ phận trong bộ máy đó thì họ không có khả năng sống độc cư, không có khả năng sống một mình. Và chúng ta thường bị rơi vào trong tình trạng gọi là rập khuôn, gọi là theo cái sự chỉ huy. Tại sao quý vị thấy rằng những cái tổ chức như là Đảng Cộng sản
hay là những cái tôn giáo lớn mà họ có tổ chức quy mô đó, thì những con người thành viên ở trong đó họ hay rập khuôn, thậm chí ngắm trăng cũng rập khuôn, thưởng thức văn nghệ cũng rập khuôn, làm cái gì cũng theo chỉ đạo. Giống như thống đốc Ventura nói rằng điều đó nó chỉ để cho những tâm hồn bị yếu đuối. Mà thật ra đó, điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta đó là một cái người tu phải là người có khả năng sống trưởng thành. Sống trưởng thành là khả năng đi một mình, đôi khi giống như độc hành tê giác. Và khi mà mình sống, mình đối diện với chính mình, và mình đối diện với chính mình có đủ an lạc, có đủ sáng suốt, có đủ tư duy hay không, một việc rất là quan trọng. Thật ra sống độc cứ là một bí quyết, một bí quyết rất là quan trọng. Và thưa quý vị, cái điểm sau cùng mà rất ư là quan trọng đó, đó là một cái người tu là phải biết lấy cái tâm phẳng lặng là một cái cơ sở. Dạ, là một cơ sở. Cái tâm phẳng lặng hay là cái tâm an bình hay tâm khinh an này đó, nó trở thành một cái tâm mạch mà qua đó chúng ta đo đạt được cái bản lĩnh, chúng ta đo được cái khả năng sống. Chúng ta có thể tìm thấy ở đó một cái sự phân biệt, à đây là thiện, đây là bất thiện. Ví dụ như Đức Phật dạy những người Kalama đó, thì Ngài nói rằng các con khoan tin điều gì chỉ vì điều đó do truyền thống, hay là do người nói là người đáng tin tưởng, hay là do lý do này lý do khác, mà họ phải hỏi là điều đó là thiện hay điều đó bất thiện, điều đó mang lại an lạc hay là khổ đau. Thì cái mà Đức Phật hỏi sau đó là tham, là sân, là si, đó là thiện hay bất thiện, an lạc hay khổ đau đó, nó đều là một cái cách nói về một cái nội tâm hết. Không có cái gì mà chúng ta nên dùng làm cái cơ sở để đo đạt, để biết về chính mình bằng nội tâm của mình. Thí dụ như chúng ta đi qua một giai đoạn nào của đời sống, đi qua một cái cảnh huống nào đó, nó không kể là cái chuyện thành bại, thị phi, khen chê của người khác, mà nó là vấn đề là chúng ta đi qua giai đoạn đó rồi, cái tâm của chúng ta có đủ sự thanh thản hay không, có đủ cái sự an bình hay không, hay là chúng ta đi qua cái đó rồi thì ở trong tâm chất chứa đầy những nội kết, chất chứa đầy những quán thù, đầy những cái mà chúng ta gọi là một cõi lòng nặng trĩu, thì cái tâm thái đó là cái gì rất là quan trọng. Và một cái người mà tu tập đó mà không có nắm vững cái tâm thái của mình đó, thì đôi khi thưa quý vị, chúng ta rơi vào trong một cái trường hợp rất là kỳ cả, mà Hòa Thượng Nhất Hạnh có viết trong một câu chuyện là cửa tùng đôi cánh gai đó, là mình đi vào trong cuộc đời này cứu dân độ thế bằng cái tấm kính chiếu yêu, nhưng mà mình lại trở thành một cái yêu ma mà không hay, cho đến khi nào mình nhìn lại nội tâm của mình thấy là ô, sao mình dễ sợ đến mức độ như vậy. Ở đây Đức Phật Ngài gọi là cái khả năng mà trở về với cái bản tâm yên tĩnh. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng một cái người mà có cái tâm tu tập á, phải xem đó là bản địa, xem đó là hậu cứ, xem đó là vùng đất của cha ông của mình. Và mà nơi đó, nơi mà gọi là cái địa bàn tốt nhất để chúng ta chống lại ác ma. Và chúng ta rời khỏi cái bản địa đó là chúng ta thất thủ. Chúng tôi không thấy có một người nào mà trong cái đời sống xây dựng của họ mà họ quên đi cái bản tâm của họ, quên đi cái tâm thái của họ, mà họ có cái sự thành công hơn. Thật ra chúng ta nói bốn cái ý biết này rất là quan trọng, là biết nghe điều đáng nghe, hay là điều khéo nói. Điều thứ hai là biết phụng sự, hay là biết hầu hạ bậc cao đức. Và điều thứ ba là cái khả năng biết sống một mình. Và sau cùng là biết dựa trên một cái tâm thái rộng rang của mình, hay tâm thái an tịnh của mình. Thì thật ra những điều này mới nghe thì nó không phải là những điều gì xa lạ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta khéo nghe, khéo lãnh hội thì đó là những cái bí quyết giúp cho chúng ta rất là nhiều ở trong cái cuộc sống tu tập cũng như cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi xin được kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây. Và thưa quý vị, ngày mai này chúng ta có môn kinh tương ưng và vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Đăng. Xin kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tâm quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, sa thú.
Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã đúc kết bài học hôm nay và cho chúng con những điều quý hóa trên con đường tu tập của chúng con. Nam Mô Bụt Thầy, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giác nguyện vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc, cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy. Fire.